Hello các anh em, chúc các anh em mặc tích một ngày mới thật là đông khách. Hôm nay thì mình lên đây để chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn mới vào nghề đang lăn tăn về pha 4 tông mực nhiệt đổ. Thì clip này thì mình xin gửi đến các anh em mới vào nghề đó nha. Để mà pha được tông mực thì trước tiên á thì mình phải có 4 chai mực và mình làm dấu sẵn. Đó. Thì đơn giản thôi, anh em cứ lên máy và in từ 1 tới 4 thôi. Đây giống như mình. Đặc biệt là nên làm một cái tông đen như vậy và chữ mình để màu trắng để khi mà mình dán vô chai thì số nó bật lên dễ quan sát nha. Sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em pha 4 tông nhật cổ nha. Thì trên chai đây mình đã đánh dấu từ 1 tới 4 thì để anh em dễ xác định. Đó, chọn chai chính xác. Và ở trên cái chai này á thì nó có phân chia ml luôn anh em. Và cái đầu nó là đầu nhọn đây. Rất là dễ gót mực luôn. Thì mình pha hai ông này á theo tỷ lệ á là 73. BLK này á thì 70%. Điêu dân thì 30%. Đây anh em cùng quan sát mình nha. Thì mình pha vô tông số 1 đây. Mình khuấy đều lên. Rồi. Trên chai thì nó có cái mức chia anh em, nhìn vô đây 70 đây. Cứ gót theo trên đây là ok. BLK là mình xài nhiều rồi. Đó, sau khi mình gót 70% mực của BLK rồi thì tiếp tục mình sẽ pha điêu dân vô các bạn. Siêu đen vô. Cái phân đoạn này lâu quá thì mình sẽ tua các bạn. Rồi ok. Rồi sau khi mình có tông số 1 rồi thì anh em nhớ khuấy đều nha, lắc đều lên nha. Rồi, mình đã có để một cái viên bi ở trong đây rồi. Thì khi mình lắc nó cũng dễ thôi. Đây, như vậy. Đó. Anh em luyện cái cơ tay khỏe nha, lắc mới giữ. Nhớ là phải lắc đều anh em. Tại vì hai chất mực này nó khác nhau. Thằng là hạt mực mịn và thằng là hạt mực lớn anh em. Thằng xám cho và thằng đen. Pha nó lại nhau. Đó, để mình có được cái tông số 1 uy tín nhất. Rồi ok. Đây là tông số 1 của mình. Đấy. Rồi. Tiếp. BLK các bạn, mình viết lại cái công thức mà nãy mình mới pha các bạn. BLK cộng với DO bằng cái tông số 1. Thì BLK này là 70%. DO này là 30. Đó. Rồi, có tông số 1 nha các bạn. Rồi, vậy tông số 2 này. Rồi bây giờ á thì cái này á nó chỉ cần chia theo tỷ lệ thôi các bạn. Để cho nó cách tông với nhau là thành từ 2 3 4 các bạn. Vậy thì cái tông số 1 này nè. Đó, mình sẽ gót nó ra cộng với nước pha các bạn. Bằng cái 2. Tông số 1 này á thì mình pha 50% cộng với nước pha 50 nữa. Đó. Tương tự đó thôi. Tương tự đó với các tông còn lại các bạn. Video đầu tiên của mình làm nha bạn. Thì mình thấy cái này là cái nhu cầu của anh em cần nhiều nè. Thì mình biết được cái gì đó mình chia sẻ cái đó. Thì anh em nếu mà có gì thắc mắc nữa hay là có gì cần hỏi mà trong cái phạm vi mà mình biết á, anh em cứ hỏi nha.
mình sẽ làm clip mình trả lời cho các anh em. Mình thì không giấu gì đâu, tại vì sau này chết mang đi cũng có được các bạn, chia sẻ cho nhiều người, ai biết thì giúp ích được cho công việc của anh em. Đó, mình thấy cái bọt lên là mình thấy là nó đã nhầm không bạn, thấy cái bọt lên là mình thấy nó là có thông xám rồi bạn. Còn một cái clip nữa mình làm, cái sau này mình làm sẽ là làm cái tông mà cái tông xám xi măng các bạn, là anh em thường lấy cái mực pha với cái tông trắng, cái tông trắng của quay nè bạn, Dynamic quay nè. Còn cái màu xám đó thì nó nói chung là tùy vào da nó mới chịu mực các bạn. Da mà ngâm ngâm như mình thì xong màu xám đó thì hết nhìn luôn, nhìn nó kỳ cục các bạn. Anh em da trắng thì xăm cái màu xám đó thì tuyệt vời rồi. Mình mới đi tắm biển về quý vị, đen phui các bạn. Đó, đây là bốn tông mực của mình. Đó, còn anh em không muốn pha nữa thì có một cách đó là đi mua mấy cái tông pha người ta pha sẵn thôi anh em. Mua về xài thôi, nó hơi mắc xíu. Nhưng mà mình khỏi phải làm. Mà mình thấy làm gì cũng đơn giản các bạn. Bây giờ để mình kiếm nắp mình gót ra rồi mình chia bốn tông cho anh em xem coi cái chất mực nó có ok chưa nha. Để mình đánh dấu từ 1, 4 2, 3, 4. Rồi anh em đợi mình tí nha. Mình để nắp ngay cái chỗ đánh dấu luôn. 2 nè, 3 nè, 4 nè. Mình bắt bừa nắp cho anh em. Không tông thì mình lấy hai que nha các bạn. Hai que thì mình đổi đầu với nhau. Nãy mình lắp rồi nha, giờ mình gót thôi. Đó, bật này đặt nha các bạn. Rồi, que mình gót nhiều quá. Gần 12 giờ rồi, đúng đói bụng rồi anh em. Đó. Rồi đây mình sẽ kéo cho anh em xem nha, từ 1 tới 4 nha. Thằng này nó mặt đây. Đó, đen thui luôn anh em ơi. Rồi, đổi lên tông 2 nha. Ba. Đó. Rồi để tới đây mình để ra cho anh em xem. Đây. Thôi anh em thấy cái tông số 4 này nó ra cái màu xám không nè. Đó. Đó, cái màu xám mà anh em mong chờ là màu của tông số 4 này nè. Đó, còn cái tông 1 này nè, là tông gốc đen luôn rồi. Đó. Nhưng mà ví dụ như mà anh em nào mà đánh mà cái kiểu mà quách vừa tay á, nhẹ tay á thì anh em pha cái này lỗ lên xíu nữa. Đó, để mình dễ làm việc anh em, chứ để đặt quá thì cũng khó xăm lắm. Đó, anh em nè, anh em xem nè. Đó, này là có cái đèn gội luôn anh em, chứ mà nếu như mà mình để mà ánh sáng ở ngoài trời là anh em nhìn rõ đó. Đó, 1, 2, 3, 4 nè. Đó, anh em thấy nó mịn không? Rồi, ok nha. Rồi vậy là mình đã có được 4 tông mực nha anh em. Nếu mà thấy hay nếu mà anh em thấy hay thấy hữu ích á, mà có thể lưu về xài được á, thì anh em cứ thử theo cách của mình nha, cứ làm theo cái cách này của mình thì mình thợ với quê thôi chứ không có gọi là hay gì. Nhưng mà nếu như mà anh em thấy nó hợp lý thì anh em cứ lưu gì xài đó. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi cái video đến giờ phút này nha. Nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like một phim đó, và đăng ký kênh của mình. Còn anh em có thắc mắc gì thêm thì anh em cứ đặt câu hỏi nha, và mình sẽ cố gắng mình trao dồi kiến thức rồi mình làm video mình gửi tới anh em đó, mình chia sẻ kinh nghiệm với nhau để cùng nhau phát triển anh em. Rồi cảm ơn anh em, bye bye.